Đó là những người vô gia cư, người ta ngủ ở dưới gầm cầu đó cô bác anh chị. Đây là một cái quang cảnh mà người vô gia cư ở bên nước Mỹ. Thì mình chia sẻ cho cô bác anh chị xem những cái đoạn video những người kém may mắn vô gia cư ở bên nước Mỹ như thế nào. Thì đây là cái video mình chia sẻ nha cô bác anh chị. Kính chào cô bác anh chị, để trở lại với cái kênh Bầu Trời USA. Thì hôm nay mình vô tình mình quay được cái chị người da màu vô gia cư. Thì hôm nay mình cố tình mình mua những cái vật dụng, chẳng hạn như là đây là cái giấy xúc, đây là bánh bánh cookie với một nguyên con gà. That's for you, Miss Lady. Try to open it and I can see it. No, the chicken. The chicken, okay. Looks nice. Các bạn nhìn xem, mình mua nguyên một con gà. Mình cố tình mình mua một con gà cho chị rất là happy. That's for you, so you can eat it, okay? Okay. And để mình đi qua bên này để nó gió quá, bên kia nó gió quá. Okay. Okay, you happy today? Yeah, I'm happy that you can. You eat it, you already eat. I ate a little bit already. Okay, you can say that. Okay. Okay, and let's. I don't want it, nobody to take it. Don't take it. Yeah, okay, let's say a few minutes to look, you're so happy today. How are you today? I'm all right. I have not seen you like. About 2-3 weeks, 4 weeks. Yeah. Yeah. Be okay. Yeah. Let's say something. What about the weather? Like couple of days ago, the weather so bad and snow. So how you survive with the cold weather and snow? Freezing. I put a bunch of blankets on top of me. I put a bunch of blankets on top of me. That's what I did. Yeah. And then I put like these house hand warmers. I put on my hands and I put my feet. That's what I did when I was cold. And that's all I did. And then like I just go and ask for change or money on the street. I don't know, what else you want me to say? What are you missing? Go ahead, say something about like you know, trở lại với cái kênh Bầu Trời USA. Thì một cái đoạn video này mình cố tình mình đến thăm cái chị người da màu chuyển vô gia cư. Đây là cái video mình chỉ là chia sẻ những người vô gia cư. I just been asking for change and money, that's all I do. Mình chỉ là chia sẻ những cái đoạn video những người kém may mắn hơn mình, chẳng hạn như cái chị người da màu, hay là người Việt Nam, hay là người Mỹ, American, Vietnamese, or whoever get homeless. So I record. So mình doesn't matter who they are. Em chia sẻ những cái video những người kém may mắn hơn mình, là chẳng hạn như cái chị người vô gia cư, người da màu. Thì mình cũng có chia sẻ những cái video của người Việt Nam. Thì đây là cái video mình chia sẻ cho cái chị người da màu. Thì trở lại với chị, welcome back to you. Can you say something how you survive here, how you live here, you okay to live here? Oh yeah, I'm okay to live here right now, but like I said, I've been having problems on the street. These people keep harassing. There's this man over there that I don't know if it's a man or a woman. She's real tall. She's always yelling at me and telling me I gotta do this and that for her. And I'm like, because she thinks I'm a prostitute, and I'm not a prostitute. I'm actually a servant of God. I'm a priest, and that's what I do for a living. I'm not like those people over there. I don't do that stuff. You know what I'm saying? But she keeps harassing me and thinking that that's what I am, and that's not what I am. You know?
chỉ nói là chỉ I have nothing against prostitutes. Chỉ nói là có người người ta có một cái anh kia, ảnh là người giống như là mình, người rất là, chỉ không biết là người được người gì. Cái anh đó, anh tới đây chỉ giống như là quấy nhiễu cuộc sống của chị, giống như phá rối của chị. Cuộc sống của chị rất là sợ hãi, chị rất là buồn. Vì chị không có người thân bên cạnh, chỉ có một mình thôi. Chỉ có một mình, bởi vì chị rất là buồn, rất là... nhiều khi chị muốn chán nản, chị nói là... Phải nói là như thế nào đây, thì chị nói là tại vì chị là một người đàn bà, chỉ có một mình thôi. Trở lại với chị thì welcome back to you, thank you Miss Lady, and thank you for sharing your story and your life is very dangerous here, and you be safe, and God bless you, and thank you Miss Lady, thank you share your line, and you be okay to live here. Don't worry, I'll be back sometime. If I have time, I come back here. Okay. And I'm going to visit you, and what you want to me on last minute, what you want to me to people can donate you, like something like water, clothes, shock, food. Chỉ nói là chỉ cần sweatpants would be nice. Sweatpants. Okay. 2X. Cô bác anh chị ơi, chị nói là chỉ cần những cái quần, mà cái quần mà phải nói là cái quần mà 2X là giống như là cái size rất là lớn, tại nhìn cái người của chị rất là to, thì chị nói là chỉ cần quần áo, chẳng hạn như là quần, chỉ là rất là cần quần, tại vì chị không có quần. Thank you once again. Thank you cô bác anh chị đã, các bạn đã xem một cái đoạn video của cái chị người da màu. Thì cô bác anh chị nào mà có xem được cái video này, thì nếu mà cô bác anh chị có cái lòng mà thương xót cho những người mà vô gia cư, thì alo cho mình, thì mình sẽ chỉ nói là chỉ cần cái quần, cái áo, đôi vớ, short pants, anything, water, anything you guys, people, cô bác anh chị có thể giúp được cái gì thì alo cho mình, thì mình sẽ cố gắng mình chính thức mình đem chính cái tay của mình để mình đến đây mình tặng cho cái chị người da màu. Thì đây là cái video mình chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn của những người vô gia cư, người Mỹ, người Việt Nam, người bất cứ người gì mình cũng giúp đỡ hết. Rất là cảm ơn cô bác anh chị. Thì một phút chót trở lại với chị thì thank you for last minute, and welcome back to you, and last minute, and could you say something before I say goodbye? Yes, I'm just gonna say that if you like his video, make sure to post your comments and likes, and friends, and connect to his phone so that you know you give a comment. Chị nói thấy không, cô bác anh chị, chị nói nếu mà thích cái video thì nhớ để bình luận, để comment bình luận ở dưới bên dưới, thì những cái bình luận đó mình sẽ cố gắng mình trả lời những cái bình luận cho cô bác anh chị. Thì chị rất là vui vì chị thấy mình đến thăm, tại vì chị là một người đàn bà vô gia cư thì không có người thân ở đây. Chị nói là hồi xưa chị nói là chỉ có mẹ có em, nhưng mà chị không có về nhà được, là lý do là tại vì vì cái chuyện gia đình gì đó mình không có biết. Thì đó là cái hoàn cảnh khó khăn của những người Mỹ vô gia cư ở bên nước Mỹ. Thì mình chia sẻ tất cả những video người Việt, người Việt Nam, người Mỹ, Vietnamese, American, whoever need help, I'll be here, so anybody can need help. Anything I can help. Cảm ơn cô bác anh chị một lần nữa đã xem được cái đoạn video mình chia sẻ những cái cuộc sống khó khăn của người Mỹ vô gia cư ở bên nước Mỹ nha cô bác anh chị. Last minute, bye bye, and bye bye. Thank you, Miss Lady.